Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin các nước G7 tuyên bố Nga sẽ bị trừng phạt kinh tế lớn nếu cố tình xâm lược Ukraine. Các nhà lãnh đạo từ nhóm các quốc gia G7 nói rằng việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine là nguyên nhân gây ra mối quan ngại nghiêm trọng và cảnh báo họ chuẩn bị áp đặt một gói trừng phạt kinh tế khổng lồ nếu Moscow tiếp tục xâm lược nước láng giềng này. Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng thứ Hai, các bộ trưởng tài chính từ nhóm các quốc gia dân chủ giàu có nhất thế giới bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Đức cho biết ưu tiên trước mắt của họ là hỗ trợ các nỗ lực giảm leo thang tình hình. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng nếu Nga tăng cường hành động quân sự, nhóm này sẽ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính tập thể để gây ra những hậu quả to lớn và tức thì đối với nền kinh tế của Nga. Đây là hình ảnh các bộ trưởng tài chính của các nước G7 nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết đoán để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Chúng tôi, các bộ trưởng tài chính G7, nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết đoán để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, đồng thời ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra nhằm khẩn trương xác định một con đường ngoại giao hướng tới việc giảm leo thang. Các quốc gia phương Tây đã nhiều lần cảnh báo Moscow rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Ukraine sẽ gây ra phản hồi làm kinh tế tê liệt. Với Ngoại trưởng Đức, Baerbock tuần trước cho biết Berlin sẵn sàng trả một cái giá kinh tế cao nếu cần có biện pháp trừng phạt Nga. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, ông Viktor, đại sứ Nga tại Thụy Điển, đã chế giễu lời hứa về các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đồng thời tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin không hề nao núng trước những lời đe dọa đó. Ông nói thêm rằng phương Tây càng ép Nga thì phản ứng của Nga sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Anh Boris Johnson vào thứ Hai nói có bằng chứng khá rõ là Nga đang lên kế hoạch cho việc xâm lược Ukraine. Trước đó, Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp với Nga và các thành viên khác trong một tổ chức an ninh quan trọng của châu Âu liên quan đến vấn đề leo thang căng thẳng ở biên giới. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro nói rằng Nga đã phớt lờ yêu cầu chính thức giải thích việc tăng cường quân sự ở biên giới giữa hai nước. Ông cho biết bước tiếp theo là yêu cầu một cuộc họp với phía Nga trong vòng 48 giờ để có sự minh bạch về các kế hoạch quân sự của Nga. Tổng thống Mỹ Biden hôm thứ Bảy nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng phương Tây sẽ đáp trả một cách dứt khoát đối với cuộc xâm lược vào Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế sự thù địch ngày càng gia tăng, hai người đã nói chuyện qua điện thoại một giờ sau khi Washington và các đồng minh cảnh báo rằng quân đội của Nga với hơn 100.000 binh sĩ đông đảo áp gần biên giới Ukraine có thể xâm lược bất cứ lúc nào. Và Moscow gọi những lời cảnh báo đó là sự cuồng loạn. Tổng thống Biden đã nói rằng nếu Nga tiến hành một cuộc xâm lược nữa vào Ukraine, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và các đối tác của chúng tôi sẽ đáp trả một cách dứt khoát và áp đặt những tổn phí nhanh chóng và nghiêm trọng đối với Nga. Tổng thống Biden nhắc lại rằng một cuộc xâm lược nữa của Nga vào Ukraine sẽ gây ra sự đau khổ cho người dân và làm dị giảm vị thế của Nga, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Thủ tướng mới của Đức, ông Olaf Scholz, mới đây cũng có chuyến công du đầu tiên tới Washington trong bối cảnh bị chỉ trích về phản ứng yếu ớt đối với cuộc khủng hoảng của Ukraine. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa khắc họa Berlin như một cái phanh đối với các lệnh trừng phạt vì lợi ích của Đức trong việc duy trì nhập khẩu khí đốt với Nga. Sau cuộc gặp với Thủ tướng, Tổng thống Biden khẳng định rằng Nord Stream 2 sẽ không đi vào hoạt động nếu Moscow xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh đường ống Nord Stream 2 dẫn khí chạy thẳng từ Nga sang Đức qua eo biển Baltic. Ông Thủ tướng Scholz của Đức đã không đi quá xa đến vậy, với lý do cần phải rõ ràng hơn về chiến lược mơ hồ này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Đức sẽ tuyệt đối đoàn kết trong việc thực hiện các bước tương tự để đối phó với bất kỳ cuộc xâm lược nào, và những bước đi này sẽ rất cứng rắn. Tổng thống Biden cũng ra sức phủ nhận ý kiến cho rằng Đức không phải là một đồng minh đáng tin cậy. Ông khẳng định nhiều lần rằng ông không nghi ngờ gì về điều đó. Đầu tuần cũng có tin chính phủ Ukraine
sẵn sàng linh hoạt về tương lai gia nhập NATO hay là không. Trả lời đài BBC tại Ukraine, đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vladimir Kristenko nói rằng nước ông sẵn sàng linh hoạt về mục tiêu gia nhập NATO. Ukraine có thể bỏ mục tiêu gia nhập NATO để tránh chiến tranh với Nga, theo lời ông Kristenko chia sẻ. Tin này đã được các báo châu Âu đăng tải đồng loạt. Ngay lập tức, chính phủ Anh trong ngày 14 tháng 2 cho biết Anh ủng hộ mọi quyết định của Ukraine về đường lối có chủ quyền của họ, kể cả việc có muốn trở thành thành viên khối quân sự NATO hay không. Khủng hoảng Ukraine, Putin, Schröder, Vanning và cục xương Nord Stream. Phát biểu yếu ớt của Thủ tướng Đức vừa lên cầm quyền, ông Scholz về khủng hoảng Ukraine vừa bị các báo châu Âu cùng cả đài báo của Đức chỉ trích. Ông Scholz thuộc đảng thiên tả SPD của Đức bị chỉ trích vì không đồng ý bán hoặc chuyển vũ khí cho Ukraine để phòng thủ chống Nga mà chỉ nói chung chung về sự đoàn kết của châu Âu trước Nga. Người lãnh đạo quốc gia chủ chốt và đông dân nhất châu Âu còn không nhắc tới cả con voi trong phòng khách, tức là đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, khi nói về Ukraine trong chuyến thăm Hoa Kỳ tuần trước. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 13 tháng 2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với người đồng cấp Ukraine về tình hình căng thẳng ở khu vực miền đông Ukraine. Đường ống khí đốt đặt ở lòng biển Baltic từ Nga chạy thẳng sang Đức, bỏ qua các nước Đông Âu đang gây chia rẽ tại châu Âu, và hiện giờ cấp phép của Berlin và Brussels mới chỉ vận hành được khi mà được cả hai bên đồng ý. Căng thẳng tại Ukraine đã khiến cho tiếng nói đòi bỏ dự án này ngày càng lớn mạnh, nhưng Đức vẫn chần chừ. Như một số tờ báo châu Âu chỉ ra, ông Scholz và đảng SPD có truyền thống mềm dẻo, tức là có người cho là mềm yếu đối với Nga. Truyền thống sợ Nga hay muốn làm thân để cải hóa, đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Một cựu thủ tướng Đức khác của ông đảng SPD đó là ông Gerhard Schröder, không chỉ rất thân với Vladimir Putin mà còn là người đã ký năm 2005 để Nga thực hiện dự án Nord Stream gồm hai đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức. Hơn về quá khứ, thủ tướng Willy Brandt của đảng SPD cũng chính là người đề xuất chính sách hòa hoãn với Liên Xô năm 1973 và đồng ý mua khí đốt từ Moscow. Chính sách hướng đông của ông Brandt có mục tiêu tạo ra một môi trường hòa bình cho châu Âu thời chiến tranh lạnh và khuyến khích Liên Xô cải tổ. Trên thực tế, Liên Xô tan rã vì không thể tự cải tổ, và ông Vladimir Putin nay đang theo đuổi đường lối khác hẳn, không tự do hóa chính trị ở Nga mà trở thành nhà cầm quyền độc đoán. Theo phóng sự chuyên đề khủng hoảng Ukraine trên tờ báo Sunday Times ở London vào hôm 13 tháng 2. Nhưng niềm tin của Putin, của các chính trị Đức, gồm các cựu thủ tướng Schröder không đổn, tờ báo này nói vậy. Và việc rà lại quan hệ thân tình giữa Gerhard Schröder là cựu thủ tướng của Đức với Vladimir Putin sẽ giúp người ta sáng tỏ thêm về dự án Nord Stream và ảnh hưởng của Nga tại Đức, theo tờ báo Sunday Times. Và quan hệ này không có gì là bí mật, theo trang web của đài tiếng nói Deutsche Welle thuộc chính phủ Đức chia sẻ. Trong bài báo Putin và Schröder hôm 31 tháng 1 năm 2022, đài này cho hay quan hệ thân hữu của hai ông Schröder và Putin bị chỉ trích. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Vladimir Putin cùng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder. Bài báo mô tả ngay từ năm 2004-2005, ông Putin đã thân với ông Schröder và đây là cặp bạn bè có điểm mù, tức hàm ý chính trị gia Đức không nhìn thấy thực sự ông ta bị Putin lợi dụng trong cuộc chơi ngoại giao châu Âu. Schröder không nhìn thấy một Putin khác trong quan hệ thân mật hết sức đó, mà chỉ thấy một Putin đã dắt ông ta đi trượt xe kéo trên tuyết một đối tối Giáng sinh ở Moscow. Một Putin thăm Schröder tại nhà riêng ở Hanover khi ông ta làm lễ sinh nhật 60. Mới đây, ông Schröder cũng lên tiếng phê phán Ukraine, nhưng tình thân với Nga của ông đã có từ lâu, ngay sau khi rời chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ 1998-2005. Ông Gerhard Schröder đã nắm chức trong Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga với mức lương 300.000 USD mỗi năm, theo tờ báo quốc tế chia sẻ. Và các báo từ Đức đã từ lâu chỉ trích ông Schröder, như tờ Der Spiegel vào hôm năm 2014, từng hỏi có phải cựu thủ tướng quên mất rằng ông ta cần hành xử có trách nhiệm cho một nước Đức như một người từng lãnh đạo quốc gia hay không.
Năm 2017, ông chuyển sang làm quan chức cho Rosneft của Nga với mức lương 350.000 USD mỗi năm và sẽ trả thuế thu nhập tại Đức, theo hãng tin Reuters chia sẻ, và còn thắng kiện khi một bộ trưởng Đức nói ông dùng quan hệ cũ để kiếm lợi ở Nga. Gần đây, bất chấp căng thẳng giữa Nga và châu Âu vì Ukraine, ông Greg Schiller được liên chức quay lại ngồi vào hội đồng quản trị của tập đoàn Gazprom, nhà khổng lồ trong ngành dầu khí của Nga. Kính mời các bạn xem bản tin Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh chết vì đạo. Dưới góc nhìn của một công dân công giáo về việc Linh mục Trần Ngọc Thanh đã bị sát hại dã man khi đang giải tội tại nhà thờ giáo xứ Đắc Mốt, xã Sao Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tác giả Lê Thiên đặt vấn đề liệu có phải vị linh mục này đã chết vì đạo. Trước tình thức phức tạp của vụ án sát hại Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh, chúng tôi ngại góp tiếng nói trên diễn đàn công luận. Nhưng sau khi đọc các bài báo trên báo Tiếng Dân là một người bạn đã đi xa vào ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Nguyễn Thủy Dương, cũng như bài của Trịnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 2 năm 2022, thông tin mới về vụ án Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh bị sát hại. Xin được bảo mội đưa ra cái nhìn của một dân công giáo về vụ việc nêu trên. Tác giả Nguyễn Thủy Dương xác nhận mình là tín đồ Phật giáo nhưng là bạn của Linh mục Trần Ngọc Thanh, đã kể lại rằng giúp việc của anh Thanh cho hay, cho tới khi rơi vào hôn mê, anh chỉ nói có một câu duy nhất là hãy tha thứ cho họ. Đây là hình ảnh Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh. Tác giả Trịnh Vĩnh Phúc nêu rõ ở cuối bài viết rằng vụ án Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh bị sát hại là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, rất cần được thông tin đầy đủ, không chỉ nhằm góp phần giải quyết vụ án đúng pháp luật, mà còn giải độc một số thông tin không đúng trên mạng, đáp ứng mong lợi của đồng bào công giáo và những người quan tâm đến vụ án. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, bài viết từ Đài Á Châu Tự Do FA vụ Linh mục bị sát hại khi giải tội qua cái nhìn của giáo dân cho biết Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh đã bị sát hại vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 khi đang ngồi tòa giải tội cho giáo dân ở giáo họ Sam Long, giáo xứ Đắc Mót, tỉnh Kon Tum, giáo phận Kon Tum. Sau khi nêu câu hỏi rằng, đối với những người thường tiếp xúc với nạn nhân trước khi bị chém đến chết, thì vị linh mục này như thế nào? Bài báo trưng ra ba dân chứng như sau. Ông Thương là giáo dân, giáo xứ Đắc Mốt, nói với Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 4 tháng 2 rằng, cha rất yêu thương các con chiên, nói chung là không thể tả được. Riêng bản thân em tiếp xúc với cha thường ngày thật sự rất là bức xúc. Bởi vì cha là một người đi truyền giáo, làm cho các con chiên sống đạo cho đẹp thì không thể nào xích mích với người khác. Thế nhưng có người lại sát hại cha thì thực sự là trong lòng giáo dân rất bức xúc, muốn biết lý do tại sao lại giết cha như thế. Một sinh viên đồng bào dân tộc Xê Đăng tên là Krim cũng là giáo dân Đắc Mốt nói rằng em thấy cha Thanh hiền lành, cha hay thích nói chuyện với con nít lắm, không khí lặng xuống buồn. Mọi người ăn Tết không có vui, mấy ngày không còn vui vẻ như trước nữa, thấy buồn lắm. Hình ảnh bên trái là chiếc ghế nhựa nơi linh mục Trần Ngọc Thanh khi đang ngồi tòa giải tội. Bên phải là căn nhà nguyện nơi vị linh mục bị sát hại. Ông Lộc, một giáo dân, sau khi hay tin linh mục Thanh bị sát hại, đã lên đến nơi xảy ra án mạng để tham gia lễ tiễn chân vị linh mục này, đồng thời muốn tìm hiểu ngọn ngành của vụ việc. Ông nói, một linh mục mà mất bị chém chết bởi một kẻ thù nghịch với đạo công giáo ngay tại tòa giải tội, ngay khi đang thi hành thiên chức linh mục là một việc cực kỳ hiếm có mà nó rất là đau xót. Thư tìm hiểu ý nghĩa về một cái chết của những dòng tin trên kích thích chúng tôi mò mẫm sâu hơn vào vụ sát hại. Qua thư chung của giám mục Kon Tum vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, Đức cha Nguyễn Hùng Vị xác nhận rằng linh mục Trần Ngọc Thanh được biết đến là một con người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ mến. Đức giám mục cũng cho biết có chương trình kêu gọi giúp đỡ để có thể xây dựng cho anh chị em nơi đây, tức là giáo họ Sa Lông, ngôi nhà thờ. Chi tiết này cho thấy tại nơi tạm thời được sử dụng làm nơi thờ phượng vì chưa có nhà thờ, cha Cruiser Trần Ngọc Thanh có lẽ đã thi hành liên tiếp hai sứ vụ tông đồ theo thánh chức năng và giáo quyền giáo sĩ của mình, là cử hành thánh lễ và ban bí tích giải tội. Máu ngài đã tuôn đổ
trên chính nơi thánh ấy, dù nơi đó có thể chưa được hay không hề được thánh hiến như là nhà thờ đúng nghĩa. Điều đáng ghi nhận thêm là đường dẫn vào nơi thờ phượng được dựng cổng chào thô sơ bằng cây rừng ghép hình tháp nhà thờ và thánh giá như thể báo hiệu đây là khu vực dành cho việc thờ phụng. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Thông tin từ nhiều phía cũng cho biết tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cho đến khi số giáo dân xưng tội giảm xuống, y mới đi vào xông lên, vung dao chém vào đầu và vai của nạn nhân, tức là cha Thanh. Những dấu máu đổ xuống trên nền xi măng nơi tòa giải qua hình ảnh là chứng tích tội ác kinh hoàng. Việc điều tra và xác minh động cơ sát hại cha Thanh chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Đến thông tin đầu tiên về sự cố giết người nêu trên cũng đã gặp trở ngại khi hàng trăm cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam kiểm soát, đã im hơi lặng tiếng suốt một tuần lễ tính từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 mà mãi đến ngày 4 tháng 1 năm 2022 mới đưa tin lặp lại tin từ báo Công an Kon Tum. Phía giáo quyền Công giáo cũng thông tin chậm chạp. Cho tới ngày 4 tháng 2 năm 2022, người ta mới đọc được thư chung của Đức cha Nguyễn Hồng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, gọi là thư chung Tết Nhâm Dần, mà thì xem ra là giải khá dè dặt. Tôi chưa thấy được cái gì nó có, tôi thấy vụ này nó có cái gì mang tính riêng lẻ. Nó không phải là phong trào hay trào lưu, tôi không biết tại sao nó xảy ra trường hợp như vậy. Kon Tum không phải luôn là như vậy. Trước đó một ngày, người ta đọc được lời phát biểu của linh mục Nguyễn Văn Đông trên giáo phận Kon Tum rằng, nghe nói rằng công an đang điều tra, trong giáo hội Công giáo đã có nhiều vụ chết oan ức. Cha Thanh mới tới chỗ đó có một vài tháng. Ngài không có gì gây thủ án với bất kỳ ai, ngài không có thủ án với ai mà bị giết chết như vậy. Chúng tôi chỉ trông chờ tiếng nói của lẽ phải, chân lý. Đây là hình ảnh đám tang của linh mục Trần Ngọc Thanh. Nơi trang web Công giáo phận Kon Tum, người ta đọc thấy tin thêm về vụ cha Trần Ngọc Thanh, đức giám mục giáo phận Kon Tum đến thăm giáo họ Salong. Theo đó, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022, đức cha Azo Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum đến thăm giáo họ Salong. Giáo phận bày tỏ nỗi lòng vô cùng đau buồn và tiếc nuối với sự mất mát quá lớn này. Nhưng chưa biết động lực nào đã đưa anh, tức là Nguyễn Văn Kiên, đến chỗ sát hại cha Quýt. Đức cha Nguyễn Hồng Vị gặp mặt bà con giáo dân, chia buồn, nói lời an ủi, trấn an bà con và cùng thắp hương tức là nhang, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cha Quýt Trần Ngọc Thanh. Đồng thời, đức cha lắng nghe những ý kiến của những người trực tiếp có mặt trong buổi chiều mà cha Thanh bị sát hại. Những tin liên quan đến thân nhân cha Quýt Trần Ngọc Thanh cũng như liên quan đến việc ngài bị chém giữa lúc ngài thi hành sứ vụ tông đồ giữa nơi thờ phượng cho người ta tin rằng cha Trần Ngọc Thanh đã chết vì đạo. Chính một tờ báo nước ngoài tại Ý đã nhận định như vậy. Cha Quýt Trần Ngọc Thanh đã sống nhân đức anh hùng như một nhà truyền giáo và xứng đáng được tuyên phong trong một quá trình điều tra cẩn thận của tòa thánh. Đây là hình ảnh các nhân chứng đang kể lại sự việc với cha trong nhà nguyện nơi xảy ra vụ sát hại. Để được nhìn nhận là chết vì đạo, theo giáo lý Công giáo, người đã chết cần hội đủ 3 điều kiện căn bản là: thứ nhất là bị giết chết, thứ hai chết vì Chúa Kitô, thứ ba là người tín hữu Kitô hoan hỉ lãnh nhận cái chết, chết cho Chúa Kitô và vì Chúa Kitô. Nếu chúng tôi không lầm, người Công giáo Việt Nam trong nước có thói quen tập quán để tang linh mục quản sứ của mình khi vị này lìa đời, nhất là lìa đời một cách oan kiên, thì cung cách và bầu không khí chia sẻ diễn ra như thế nào, có lẽ ai cũng rõ. Nay cố linh mục Quýt Trần Ngọc Thanh ra đi tức tưởi, phải chăng vì giữa mùa dịch Covid-19 mọi thứ đều hạn chế, giảm thiểu và thu gọn, hay là vì vụ việc có yếu tố tôn giáo, xảy ra nơi vùng dân tộc ít người, cần tránh những biểu hiện nhạy cảm. Xin góp ở đây một tiếng khóc thầm cảm thương vị linh mục chiến sĩ phúc âm đã ra đi vội vã, đột ngột, giá lạnh và phũ phàng. Ước mong một ngày thật gần, các bạn đồng đạo của chúng tôi sẽ không còn cầu cho cha Quýt Thanh nữa, mà sẽ cầu cùng cha Trần Ngọc Thanh, xin ngài
từ cõi trường sinh phù hộ, cầu thay, nguyện giúp cho chúng ta.